Thưa quý vị, sự phát triển của các hình thức thanh toán điện tử đang là xu thế bởi tính tiện ích cao. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số mà chính phủ đặt ra. Trong đó, ở nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành 10 địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang thực hiện chuyển đổi số đồng loạt đối với cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính quyền. Một trong những chỉ tiêu cần đạt được trước mắt là thanh toán không dùng tiền mặt, hay nói cách khác là thanh toán điện tử ở hầu hết các lĩnh vực. Đi chợ, mua sắm ngày càng trở nên đơn giản hơn với nhiều người. Với thanh toán điện tử, người tiêu dùng có điện thoại thông minh trong tay, có cài đặt ứng dụng liên kết với tài khoản ngân hàng là có thể thực hiện các giao dịch mà không phải loay hoay kiểm đếm tiền. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể đặt hàng, thanh toán trước mà không phải đến điểm bán. Qua bạn bè, người ta xài thì mình cũng thử dùng thì mình thấy nó tiện lợi hơn so với việc mình phải cầm một số tiền mặt để mình thanh toán. Nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất đó là nó sẽ thao tác sẽ nhanh hơn. Thứ hai nữa thì mình sẽ kiểm soát cái việc mà nhầm tiền, thối nhầm tiền cho khách hoặc là lấy nhầm tiền cho khách. Tiện lợi nhất là mình không có cần phải trả tiền mặt. Mình chỉ là order trên mạng xong rồi người ta chỉ là đem lại đến nhà thôi, nó tiện lắm. Giống như mình quét mã đồ này kia là được, nó được cái giảm giá đồ cho mình, nó được miễn phí ship cho mình đồ. Trung bình một ngày, siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu đón hơn 1.000 lượt khách, trong đó trên 50% lượt khách thanh toán điện tử. Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến, siêu thị đã lắp đặt máy quẹt thẻ, nhiều bản mã QR để khách hàng tiện sử dụng. Đồng thời cũng có những chính sách khuyến khích riêng. Siêu thị cũng có liên kết với bên chỗ Momo, các ngân hàng thanh toán điện tử như Momo, ZaloPay, rồi VNPay để mà có những cái chương trình khuyến mãi như hoàn tiền cho khách hoặc giảm giá. Có trong đó có một cả phiếu giảm giá mua hay sắm của Lotte Mart. Hiện nay thì khách hàng cũng đang khá là chuộng về cái việc sử dụng thanh toán điện tử. Như quý vị cũng biết, nếu sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử một cách thông minh thì sẽ tiết kiệm được khá tiền. Và hãy cùng tôi trải nghiệm xem một ngày sử dụng thanh toán điện tử với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình thì có đúng như vậy không? Rất nhiều hàng quán hiện nay đã chấp nhận thanh toán điện tử và khách hàng còn nhận được ưu đãi từ giao dịch này. Chẳng hạn một phần bánh ngọt và một cốc nước mát. Nếu thanh toán tiền mặt là 60.000 đồng, còn thanh toán qua ứng dụng tiết kiệm được 2.000 đồng. Tranh thủ giờ nghỉ, nhiều lao động ngay tại nơi làm việc có thể đi chợ online. Như vậy không phải chi phí thêm tiền xăng, không mất thời gian công sức đến điểm kinh doanh, chờ thanh toán mà còn nhận được mã giảm giá đến 20.000 đồng. Với chi phí điện thoại, điện nước hàng tháng, nếu thanh toán điện tử cũng nhận được chiết khấu từ 5-10%. Dù con số tiết kiệm không nhiều nhưng cộng lại nhiều khoản chi tiêu trong nhiều ngày thì sẽ ra một con số đáng kể, đủ để quý vị thử nghiệm các hình thức thanh toán điện tử, vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi, lại vừa nhanh chóng. Tuy nhiên thì điều này có thu hút người dùng tìm đến các phương thức thanh toán điện tử hay không thì hãy nghe họ chia sẻ. Thưa anh, thì cái việc mà sử dụng thanh toán điện tử thường xuyên hay không và việc này đem lại những cái tiện ích như thế nào đối với lại bản thân mình ạ? Mình nghĩ cái mô hình thanh toán điện tử là một cái mô hình rất là hay, tuy nhiên là nó chưa được phổ biến. Mình cũng hay rất là thường thanh toán điện tử, nhưng mà chỉ ở những cái quán lớn hoặc những cơ sở lớn thì mới có cái phương pháp thanh toán đó. Còn những cái quán nhỏ nhỏ thì hầu như là không có. Ở nhà thì mình xài tiền mặt mình thấy dễ hơn là còn đi ra ngoài thì mình sử dụng thẻ thì mình thấy nó tiện hơn. Không ít người vẫn thích sử dụng tiền mặt hơn bởi vì họ gặp khó trong việc tìm kiếm điểm chấp nhận thanh toán điện tử. Khắc phục điều này cũng là khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố Vũng Tàu với hơn 70% dân số sử dụng điện thoại thông minh đã đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, hơn 70% dân số thành phố có tài khoản ngân hàng. Ít nhất 30% chuỗi cửa hàng bách hóa, 100% siêu thị, trung tâm thương mại có tài khoản trên sàn giao dịch điện tử. Thưa quý vị, thanh toán điện tử trong mua sắm tiêu dùng là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi sử dụng hình thức thanh toán này, quý vị cần cảnh giác. Bởi vì thời gian qua đã xuất hiện một số thủ đoạn mà tội phạm nhắm vào người dùng mạng. Ngân hàng nhà nước cùng với lại một số ngân hàng thương mại đã phát đi cảnh báo rằng người dùng tuyệt đối bảo mật thông tin, không cung cấp mật khẩu cũng như là mã OTP cho bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào.